Thưa quý vị, trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục, ngoài cán bộ giáo viên của trường thì thành phần tham gia chủ yếu là học sinh. Đây cũng là lực lượng tham gia nhiều nhất vào sự mất an toàn, an ninh trên mạng Internet, gây ảnh hưởng không hề nhỏ tới đời sống xã hội. Do vậy, việc đưa luật an ninh mạng vào trường học là việc làm hết sức cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Việc đưa luật an ninh mạng vào trường học là việc làm thiết thực, được xem là một trong những nội dung giáo dục quan trọng. Do đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã sớm chủ động đưa nội dung giáo dục đảm bảo an ninh không gian mạng, an toàn học đường gắn với các hoạt động dạy và học trong trường học. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực thì nhà trường, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng cũng đã chủ động phối hợp trong công việc tuyên truyền cho các em học sinh, giữ an toàn cho các em học sinh trên không gian mạng. Ở góc độ nhà trường thì đã tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và tất cả học sinh của trường nhận thức được cái tác dụng tốt và cũng như cái mặt trái của mạng xã hội thông qua các cái buổi họp hội đồng giáo viên. Còn đối với học sinh thì trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật thì cũng tuyên truyền các em nhận thức rõ về cái những cái lợi ích và cũng như những cái tác hại của cái mạng xã hội để giúp các em ứng xử một cách có văn hóa. Hiểu biết về an ninh mạng sẽ giúp học sinh có kỹ năng tốt hơn khi giao tiếp, xử lý thông tin trên môi trường mạng để học tập mở rộng tầm hiểu biết, tạo thói quen ứng xử có văn hóa trên không gian ảo. Để trở thành một người sử dụng mạng xã hội thông minh, em nghĩ thứ nhất, mình cần biết và hiểu rõ những lợi ích và tác hại của mạng xã hội. Thứ hai, em nghĩ cần tiếp cận những thông tin trên mạng xã hội một cách có chọn lọc và thật đúng đắn. Thứ ba, em nghĩ mình nên có trách nhiệm và suy nghĩ thật kỹ trước những bài đăng của mình trên mạng xã hội. Hiện nay, hầu hết các em học sinh đều được gia đình trang bị thiết bị công nghệ để sử dụng Internet, đặc biệt là mạng xã hội. Khi các em sử dụng mạng xã hội, thường tập trung vào mục đích như học tập, giải trí, tìm kiếm, cập nhật thông tin xã hội, và dường như thời gian dùng mạng xã hội và các trang web của các em mỗi ngày rất nhiều. Trong khi đó, ở độ tuổi chưa nhận thức được hết đúng sai, nếu các em không có đủ kiến thức cơ bản, rất có thể bị lợi dụng, dẫn đến vi phạm các điều cấm trong luật an ninh mạng. Chính điều này đang đặt ra vấn đề về tăng cường thông tin chính thống đối với người tham gia Internet, đặc biệt đối với giới trẻ là học sinh, để điều chỉnh hành vi của mình khi tham gia hoạt động trên không gian ảo. Chúng tôi sẽ đi tới từng trường trên cái địa bàn, cũng như là tổ chức thực hiện những cái cuộc thi về kiến thức trên không gian mạng, hoặc là như là thi rung chuông vàng chẳng hạn, nhân dân. Thì đối với hình thức tuyên truyền gián tiếp thì chúng tôi thành lập một cái nhóm Zalo trên cái địa bàn gồm các giáo viên của trường Trung học Phổ thông cũng như là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên. Thông qua cái nhóm Zalo đó thì chúng tôi truyền tải những cái kiến thức cũng như là cái âm mưu phương thức thủ đoạn mới hiện nay đến những cái giáo viên đó, thì thông qua những cái giáo viên thì có thể là về trường tổ chức những sinh hoạt ngoại khóa để tuyên truyền cho các em. Việc phổ biến các nội dung của luật an ninh mạng trong trường học có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản để bảo vệ mình trước thông tin xấu, độc, nguy hại, giúp học sinh bảo vệ được bản thân, tránh nguy cơ sa ngã vào con đường vi phạm pháp luật, giúp các em học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh, tạo môi trường học đường an toàn, đồng thời góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, học sinh, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục.